kể người nghe, đời lán và điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Quý vị và các bạn thân mến, sau một ngày lao động mệt nhọc với những gánh nặng mưu sinh đè nén trên vai, và thông thường buổi tối sẽ là thời điểm để quý vị và các bạn thả hồn vào trong những giai điệu, những ca từ, thả mình vào trong thế giới nghệ thuật để đắm chìm với những ca khúc, những ca từ, những giọng ca mà mình yêu thích nhất. Đó là lý do quý vị và các bạn nên sắm cho bản thân một dàn máy audio nghe nhạc chuyên nghiệp để chúng ta có thể tự do tự tại hưởng thụ tất cả những thành quả lao động và chúng ta sống với con người của chính mình. Trong chương trình video clip này xin phép được tiếp thị đến quý vị và các bạn một cặp loa nổi tiếng của JBL Mỹ, đó là cặp loa JBL 4425 dòng chép tai voi nổi tiếng. Đây là một trong những cặp loa được những phòng thu âm dùng để kiểm âm trong suốt nhiều thập niên, và các bạn thấy đây là một trong những mẫu loa vẫn còn nguyên sức sống đến tận bây giờ. Các bạn đang nhìn thấy trước mắt chính là mẫu loa JBL 4425 monitor, dòng loa chép tai voi, dòng loa danh tiếng. Dòng loa này sử dụng một bát 30 và nó sử dụng một chép tai voi. Như các bạn nhìn thấy, cặp loa có độ nhạy 91 dB, trọng lượng mỗi một thùng là 26 kg. Như vậy tổng trọng lượng cặp loa này nặng tới 52 kg. Các bạn nhìn thấy ở phía dưới là hai lỗ thông hơi trực diện giúp cho chúng ta có thể nghe được tiếng bát một cách đầy đặn nhất và tiếng bát trầm sâu nhất. Các bạn thân mến, lát nữa tôi sẽ test đầy đủ để các bạn cùng thưởng thức. Đây là một cặp loa tuyệt đẹp, đầy đủ e căng. Và các bạn có thể sử dụng những dòng âm ly của Marzahn, ví dụ như 74D8494, các dòng Acuphase, các dòng của Luman, hay các dòng của âm ly đèn Mark Intop v.v. đều dễ dàng phối ghép thành công, kể cả những bạn có những chiếc âm ly của Pioneer hay Dynaco hay Headkit v.v. Các bạn thân mến, các bạn đang nhìn thấy tôi đang sử dụng một chiếc đầu CD, đó là chiếc đầu CD cao cấp CD Denon S10, một chiếc đầu 2-in-1 vừa chạy CD vừa giải mã, tức là một chiếc đầu vừa có thể chạy CD và khi cần nó sẽ biến thành một chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp. Và các bạn nhìn thấy ở phía dưới một cái đèn màu xanh, đó chính là đèn nhận diện thương hiệu của Acuphase, đó chính là âm ly Acuphase E212. Đây là một trong những cấu hình phối ghép sẽ đem lại tiếng ấm, mềm, ngọt ngào. Và các bạn sẽ cùng tôi quan sát qua tình trạng, sau đó tôi sẽ test để các bạn cùng thưởng âm. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa thiết bị audio của gia đình hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Bạn nào có nhu cầu về mua sắm những sản vật của núi rừng Tây Bắc, những vị thuốc gia truyền của đồng bào các dân tộc thiểu số, những vị thuốc ngâm rượu, có thể kết bạn và gọi điện theo số đang hiển thị bên góc trái của màn hình. Ở bên này tôi có một cặp chắc chắn sẽ rất nhiều người yêu thích, đó là cặp JBL 4312 MK2 dòng hết số của phân khúc này. Cặp loa tuyệt đẹp có giá 27 triệu đồng. Rất nhiều những cặp loa của Anh Quốc, cặp 704 rồi 7NT v.v. Các bạn có thể gọi cho tôi để biết thêm chi tiết về những dòng loa như thế này. Bây giờ xin phép được quét qua thì các bạn nhìn thấy bên tay phải tôi cũng có một cặp, đó là JBL 65A chép kim cương. Thì những bản test như ở những dòng này tôi đã đưa lên kênh rất nhiều, các bạn có thể vào YouTube gõ chữ cương audio 65A, các bạn sẽ thấy bản test và phân tích rất sâu về đặc tính cũng như là chất âm và một vài các phương án phối ghép. Còn ở đây các bạn nhìn thấy một cặp loa cực gấu, cặp loa rất hiếm hoi để sản xuất và bán riêng cho thị trường châu Âu khó tính, đó chính là cặp Infinity Kappa 8.2 Series 2. Cặp loa có giá hơn 20 triệu đồng, nặng hơn 70 kg. Ở đây thì các bạn nhìn thấy này, đây là một chiếc đầu CD tôi vừa thưa với các bạn, đó chính là chiếc đầu CD S10 hai la mã, vừa chạy CD vừa giải mã. Chiếc đầu có giá 18 triệu đồng, rất là nặng, nặng như một chiếc âm ly. Ở dưới là âm ly Acuphase, khi các bạn bật điện nó sẽ sáng cái đèn nhận diện thương hiệu, và chiếc âm ly này có giá 42 triệu đồng, rất đẹp. Các bạn nhớ cả đầu cả âm ly sử dụng nguồn điện 100. Lát nữa tôi sẽ test âm để các bạn thưởng thức. Các bạn nhìn thấy đây là cặp JBL 4425. Đấy. Cặp loa này được sản xuất suốt những thập niên 90 và kéo dài suốt những thập niên đến giữa thập niên những năm 2000, bởi vì nó quá ăn khách và được những phòng kiểm âm cực kỳ, tức là những phòng thu âm người ta cực kỳ tin dùng để kiểm tra lại chất lượng của các bản thu âm
Đấy, người ta gọi là nó loa kiểm âm. Loa kiểm âm thì luôn luôn cực kỳ khắt khe về mặt chất lượng so với tất cả những cái dòng loa phổ thông khác. Cặp loa thì tuyệt đẹp, không có bất cứ một cái khiếm khuyết nào cả. Cặp loa này có giá 35 triệu đồng, âm ly 42, đầu CD 18. Có rất nhiều những cái dòng âm ly, ví dụ các dòng Luman 505U, 505UX, 507, 507UX, âm ly đèn Luman 32U nguyên thùng xốp mới tinh sản xuất tại Nhật, giá 50 triệu đồng đều có thể đánh với nó. Các dòng Akufei 305, 306, 306V, 305V, 307 tôi đều có hàng cả, để có các bạn có thể có thêm những phương án lựa chọn phối ghép. Rồi những cặp loa của Tannoy, Berkeley, Arden, những cặp Tannoy Sterling TVW, T2W trùng series và không trùng series, vân vân. Các bạn thân mến, như vậy là sơ bộ qua cái tình trạng của những sản phẩm trước mắt. Và bây giờ thì tôi sẽ cùng các bạn thưởng âm để chúng ta cùng nhau thả hồn vào trong những ca khúc mà tôi cũng như các bạn chắc chắn rất yêu thích. Chúng ta đều gặp nhau một điểm, đó là sự đam mê đối với dòng nhạc vàng. Thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bóng hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về, điệp cùng lán chung bước. Cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi, lán khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau lán khẽ nói, nay
gian có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Nàng sống